Đây chính xác là hai cái mascara mà mình cực kỳ ưng đến từ nhà Cosnory và Maybelline. Trước tiên là cái Cosnory, cái mascara này thì mình cũng dùng khá là lâu rồi. Mình là một người khá là kém mascara bởi vì mắt mình khá là nhạy cảm. Tuy nhiên thì từ khi sử dụng em này thì đúng như là đã tìm được chân ái của đời luôn ấy. Tâm trời của bạn này khá là mảnh và chất của mascara thì khá là đặc. Tuy nhiên khi chút lên trên mi thì khô khá là nhanh và định hình mi rất tốt và giữ cho mi cao rất là lâu. Tiếp theo đây chúng mình cùng đến với cái mascara mình mới thử giá lần đây từ nhà Maybelline của tên là Sky High. Đây chính xác là chân ái thứ hai mà mình đã tìm được sau cái Cosnory, bởi vì thực sự em này quá là đỉnh luôn ý mọi người ơi. Đầu cọ của bạn này thì khá là lớn và được áp dụng công nghệ Flex Power giúp chạm từng sợi mi và đem lại hiệu quả từ chân đến ngọn. Cảm giác khi sử dụng bạn này lên mắt thì mi mắt khá là nhẹ, sợi mi tươi và không bị vón cục. So sánh với bạn Cosnory thì mình thấy bạn này khi lên mắt cảm giác nhẹ và dễ chịu hơn, bởi vì bạn Cosnory thì khá là cứng. Hai bạn này thì đều là mascara có waterproof và có giá thành khá là rẻ, chỉ khoảng đâu 200.000 thôi, thế nên cực kỳ đáng để thử các cậu nha.